Hello mọi người, hiện tại Thường đang ở Duyên Hải nha mọi người. Đó, Duyên Hải nha. Thì hôm nay sẽ đi câu ghê ở đây. Thì câu ghê nó cũng hên xui lắm mọi người. Có bữa là cũng là một cái ao luôn, mà có bữa là nó ăn, trời ơi, ăn thôi cá lóc, ăn lia chi ha. Bữa luôn từ sáng tới chiều có chục người luôn mà cũng không ăn. Dùng cá lóc mình cũng biết làm sao nói nó nữa. Đó, chú Hải vừa dính một con. Giờ mình sẽ lên cái ao phía trên đó mình đua thôi nha. Lên hàng các bạn. Chạy bộ pin nó ghê không? Nó lên nhẹ té rồi. Trời ơi, nó xanh đâu luôn. Rồi. Xin tô hai phát. Thấy chưa? Câu trên sân bay á, qua đi câu trên sân bay á,
Hả? Sợ. Đang chiều cá nha bạn. Đừng nói là nó vượt rồi đâu. Alo. Alo. Nghe anh. Anh Thuận Thuận à? Dạ đúng rồi. À vâng, em muốn mua cái bộ cái trần câu của anh, bật thêm 200 bao nhiêu cả 250 con tôm lô ở đó bán ấy. 299 hả anh? Vâng. Dạ. Và em đang mua cái bộ đấy. À, anh ở đâu anh? Dạ. Anh ở đâu? Phúc, tiền ship 50.000 nha anh. Vâng. Dạ. Thì em nó bảo cái cần có lâu có bát loại 2m7 2m4 đây. 2m4 anh ơi. 2m4 cần 2 khúc mà được đấy ạ. Dạ đúng rồi. Rồi thì trong đấy nó có những cái gì? Thứ bài thì cũng gác trên số mình nay sao chú Phóng mới dính con đó là chú không ăn con lực là sao à? Ăn lửng hả? Ừ nè các bạn, chuyện không ăn cho con lực luôn thì kẹp vậy đó hả? Lua nãy giờ không ăn đó, trời ơi cá này ông nội ơi, phía ngoài chú Phóng chơi con lực không lút miệng luôn. Thấy kéo tưởng nó nhỏ. Hả? Mình thấy kéo tưởng nó nhỏ. Nuốt con cá luôn. Nuốt gọn luôn. Mình thấy kéo nó chắc cá nhỏ rồi. Con chúng này nó nổi lên nó thả nóc nó ăn. Nhét á. Nhét. Nó cho đánh chìm nó ăn. Ừ. Lật. Đậm cái này. Xong ấy. Họ kịp vô. Quá trời cái nó bự các bạn ơi. Phê không chú Phong? Phê không? Con thấy là con phê vậy đó. Ghê vậy? Thì cũng ký 8 gì trở lại chứ đâu. Trời cái mương này còn cá bự dữ vậy sao trời. Con tưởng là mương này cá nhỏ không chứ. Quá trời nó bự. Thấy đường không? Nó. Cầm lên đây, cầm lên. Đây. Thôi, từ từ. Nói với bạn, thấy chú Phóng rồi đó không? Mới dính một con, bự lắm sẽ ký ngoài. Dục câu chạy đắng quay phim dạo luôn. Ê, trời ơi mệt quá các bạn ơi. Sao ta dính cái bự dính cái nhỏ mà xảy không à. Thôi về lưu tiếp thôi.
bạn ơi, coi nè, móc luôn cái ấy con cá luôn, khép quá đi rồi nó phật cái nè, thấy chưa, móc cái dãy con cá luôn nè. Trời mẹ ơi, tìm gớm, tìm gớm. Anh hàng nhá, ăn dính mỡ xanh tô là ủ trọ hết em. Như nãy là thật sĩ mấy con rồi đó. Bây cần thủ lên cá dữ quá, nay dính không chú không? Nay có dính không? Bự không?